quý vị và các bạn, đây là hình ảnh của những quả hồng chín nên đầu vụ đang được nông dân tại thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương thu hoạch về để ủ hơi thành hồng giòn. Đặc điểm của giống hồng này là chín sớm, quả tròn, hơi dẹt, không hạt nên thị trường rất ưa chuộng. Hiện nay giá hồng chín nên được thu mua tại vườn từ 17 đến 18 ngàn đồng một ký. Trải qua nhiều thăng trầm thì nông dân vùng hồng Đờ Răng năm nay lại kỳ vọng có một vụ hồng trúng giá. Bên cạnh nhiều giống hồng như Tám Hải, Trứng Lửa, Vuông Đồng, vùng hồng Đờ Răng còn nổi tiếng với giống hồng chín nên, chín sớm, bắt đầu cho thu hoạch từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9 hàng năm. Ông Nguyễn Nam là con trai cụ chín nên, người đầu tiên ghép và nhân rộng giống hồng chín nên, vẫn chăm sóc và giữ vườn hồng hơn 6 hectare trên đồi đất dốc của gia đình từ hàng chục năm nay. Năm ngoái, cả vườn ông Nam thu hoạch được gần 90 tấn hồng nguyên liệu. Sau khi ủ hơi 3 ngày, giá bán hồng giòn sỉ là 35.000 đồng một ký. Hồng này là người ta đặt tên là hồng chín nên là tên của ông già thôi. Rồi nó là được ăn cái là ngâm hơi ăn nó giòn mà nó ngọt, ruột đỏ, nó không có hột nữa. Nếu mà cái đất ở Phú Thuận này nếu mà dễ nhất thì cũng là cây hồng là dễ nhất thôi, chứ không có trồng cây gì dễ bằng cây hồng hết á. Nhưng mà đều có thời điểm trồng nó chập trái thì lâu quá. Thôi chứ còn nếu mà chăm sóc thì nó dễ nhất, chứ nó không khó. Hái thì mình cẩn thận nó dập thôi. Mình về mình ủ thì be đêm, đem ra bán được. Đất Đờ Răng là nơi có nhiều giống hồng được lai tạo chọn lựa và được trồng rộng rãi như Tám Hải, hồng Vuông Đồng, hồng Trứng Lửa, Trứng Son, v.v. Nhưng hồng chín nên vẫn được ưa chuộng, gầy giống vì hồng chín nên là giống hồng chín sớm nhất, hồng đầu vụ. Trái hồng giòn, hơi dẹt, ăn rất giòn, ngọt thanh. Một điều đặc biệt nữa của cây hồng chín nên là nếu các giống hồng khác thường cho trái nằm được năm thất, thì hồng chín nên cho trái đều đặn, năng suất trung bình không tăng, không giảm. Cây lại khá ít rụng trái, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết khí hậu, nên bà con chọn giống chín nên để gầy khá nhiều. Trung bình mỗi năm, một cây hồng chín nên có thể cho từ 70 đến 100 ký trái. Hàng năm nó không có bị rụng nhiều như các giống hồng khác. Và giá cả thị trường thì tương đối nó gần gấp đôi gấp ba rồi, thì kể như 3 năm đổ lại đây thì cái giống hồng này thì giá nó ổn định, nó năng suất cũng không có thấp nhiều như mấy giống hồng khác, nó thành ra nó phát triển. Và cây hồng nếu mà ghép giống hồng này hiện tại thì thấy cái kinh tế nó ổn định hơn mấy cái giống khác. Hồng chín nên sau khi được thu hoạch từ vườn, các nông hộ sẽ bán cho vựa hoặc tự ủ hơi và bán đi các nơi cho thương lái hoặc là khách lẻ khi có nhu cầu. Trên địa bàn thị trấn Đờ Răng hiện có khoảng 100 hectare hồng chín nên. Các giống hồng khác sẽ cho thu hoạch rải rác đến cuối năm. Hồng chín nên thu đầu vụ nên giá bán tốt. Hiện hồng tươi được thu mua với giá là 18.000 đồng một ký. Hiện nay thì trên địa bàn thì cũng nhiều hộ bắt đầu là chuyển sang ghép các loại hồng chín nên. Ưu điểm của hồng chín nên là hồng chín đầu mùa, cho nên là giá cả cao hơn so với các loại hồng khác. Hồng là loại cây lâu năm, trồng từ 7 đến 10 năm mới cho thu hoạch ổn định. Sau khi thu hết trái, người dân tập trung cắt tỉa cành, tưới nước, bón phân, sau đó chờ cây sinh trưởng và cho trái ở vụ tiếp theo. Nếu đầu tư đúng cách thì không chỉ chất lượng mà sản lượng cũng ổn định hơn.